diều anh về. Dạ, xin kính chào tất cả các anh chị, các anh chị đồng nghiệp. Xin chào tất cả quý vị, các bạn là fans của Như Quỳnh. Thiệt ra là cái tâm thế của mình tới đây là muốn được nghe giới thiệu về CD của Quỳnh. Cảm ơn Trác Thu Miêu đã có những cái lời rất là hay để nói về một dòng nhạc. Và trong cái dòng nhạc đó thì Như Quỳnh là một nốt nhạc để làm cho cái dòng nhạc đó phong phú thêm cái đời sống tinh thần của chúng ta. Tuy nhiên, tại sao mà Như Quỳnh lại lôi tôi có mặt ở trong cái chương trình, cái CD này của Như Quỳnh là bởi vì tôi cũng theo dõi nhiều mấy cái chương trình trong Music Box. Và cũng biết là hình như cái CD này nó cũng gặp trục trặc mấy năm trời rồi nó mới ra, đúng không? Đó, thì tại sao mà nó gặp trục trặc như vậy? Thì chúng tôi là trong chỗ anh em đồng nghiệp với nhau thì cũng biết là như lúc nãy, tại lẽ ra không nói đâu, nhưng mà tại vì Như Quỳnh nói, tự nhiên nói cho nên giờ buộc đèn mới nói. Là chắc cái lẽ quý vị cũng đã biết rồi, thì mỗi một người nghệ sĩ nào thì cũng giống như Quỳnh, cũng sẽ có một giai đoạn thăng trầm, lên xuống. Thì Như Quỳnh cũng theo một cái dòng chảy như vậy. Và tất cả chúng ta đều có những lúc mình hồi hộp, mình đứng tim. Như tôi cũng hồi hộp và đứng tim mỗi khi nghe Quỳnh hát. Mỗi lần mà Quỳnh cất giọng lên là tôi phải nhắm mắt lại, tôi nghe hụt hơi chỗ nào và hay chỗ nào. Bởi vì có lẽ chúng tôi hiểu được cái câu chuyện của nhau. Hồi xưa thì không biết làm sao mà tôi quen với Như Quỳnh, không Quỳnh ha? Tại vì nó có cái chuyện như vậy nè. Như Quỳnh thì hồi xưa là cũng là một thành viên của nhà thiếu nhi quận nhất, mà tại vì cái trụ sở của cái đoàn kịch của chúng tôi thì nó đóng ngay cái nhà thiếu nhi quận nhất, cho nên mới biết cái cô này. Rồi tôi lại biết cái cô này có đoạt một cái giải thưởng trong cái cuộc thi hát của thành phố, mà là thuộc cái loại có đoạt một cái giải mà nó không có nằm ở trong cái thang điểm của người ta. Tại vì người ta là chỉ có nhất nhì ba thôi, mà cái giọng của cổ không hiểu làm sao mà người ta không có xếp cổ vô cái hạng nào hết trơn, cái người ta cho cổ vô cái giải đặc biệt mà lúc đó gọi là giải thưởng lớn nè. Đấy, thì tự nhiên cái chi tiết đó nó đã là một cái sự đặc biệt rồi. Rồi có lẽ tại vì cái này là nhận xét hết sức là cá nhân của Lộc thôi nha Quỳnh em, có lẽ tại vì được giải thưởng lớn đó cho nên sau khi lấy cái giải đó xong cái im luôn. Đúng không? Tự nhiên cái im luôn à. Cái người ta không thấy Như Quỳnh hát cái đâu hết trơn á. Rồi cái bùng một cái, từ Quỳnh Như nó ra Như Quỳnh. Đấy, thì cái nghĩa là cái cô này khổ, cái số cổ cô không có nổi tiếng ở trong nước trước. Đó, cái tự nhiên cái lúc đó cái Thành Lộc mới thấy sang mấy bạn là mà con nhỏ này tôi biết nè, trời ơi. Thấy nổi tiếng ở bên hải ngoại rồi, ô nhỏ này tôi biết nè, có quen nhau. Thế là từ đó, Sau đó có một cái chi tiết mà nó liên quan tới một danh ca của Hồng Kông, Đặng Lê Quân. Đúng rồi. Như vậy nhớ không? Đúng rồi. Lúc đó đó là ở trong nước mình á, CD nhạc Hoa của ca sĩ Đặng Lê Quân rất là nhiều, trong khi ở thị trường hải ngoại là không có. Mà Như Quỳnh lại rất cần những cái ca khúc đó của Đặng Lê Quân. Thế là Như Quỳnh mới hỏi anh Quỳnh Anh Tuấn. Tại vì Quỳnh Anh Tuấn là giám đốc của tôi á, cái sân khấu đi cáp lại là bạn thân vô cùng với lại cái cô này. Thì Quỳnh Anh Tuấn mới hỏi, Lộc có biết ở đâu có bán đĩa CD của nhạc của Đặng Lê Quân không? Cô nói chi vậy, ai cần? Cái Quỳnh nói, Quỳnh Như nó cần. Mình cứ nói, ôi Quỳnh Như hả? Tôi biết nhỏ đó, để tôi lo cho. Cái ở trong nhà tôi có nguyên một cái bộ Đặng Lê Quân tôi mới mua. Tôi tống hết, gửi hết tặng cho Như Quỳnh. Thế là từ đó thân nhau. Quá trời luôn, em đầu dữ đó. Đó. Đẹp lắm nha quý vị, anh Thành Lộc đã tặng cho Như Quỳnh album rất là trang trọng và gọi là giống như đĩa thang luôn đó anh. Dạ, cái đĩa tương đối nó đẹp, nó làm đẹp lắm. Còn đây mới là chuyện vô cô em gái tôi nè. Lần đầu tiên tôi được sang Mỹ, tôi trình diễn cái vở kịch thì cô này lại là cái người đánh tiếng cho anh đó Thúy Miêu. Anh đang ở đâu? Em tới rước anh đi ăn một bữa. Thế là anh em chúng tôi gặp nhau, cậu tới ban ngày, cậu tới, cậu đánh xe hơi tới, cậu chở tôi đi ăn. Thì hai anh em ngồi ăn với nhau, thì đấy, đó là lần đầu tiên tôi mới biết Như Quỳnh ở ngoài đã làm sao. Đó, thì một cái người rất là giản dị, tôi cũng không nghĩ đây là Như Quỳnh nữa. Không có mặc áo dài, mặc đồ rất là len sen. Đấy, cái cậu
thì trong lúc mà tụi tôi ngồi ăn với nhau, không biết thật cái lúc đó là bản thân anh Lộc có phải là cái người vô duyên hay không. Đây nè, tại cái câu này, anh em ngồi tâm sự với nhau, nói chuyện với nhau, thì tôi vô tình tôi mới nói là Quỳnh, anh hỏi thiệt, em hạnh phúc không? Ngồi khóc luôn. Ây dạ, ác quá. Câu hỏi đó ác, câu hỏi lắm. Ác quá phải không? Hồi nữa phóng viên đừng ai hỏi câu đó nha. Ý là tôi muốn hỏi cái chuyện là em thành công như thế này, em có hạnh phúc không? Là nhất. Cái điều thứ hai là tôi nghĩ là nghệ sĩ mà ai cũng có cái sự nhạy cảm và ai cũng có cái bản lĩnh. Đôi khi cái bản lĩnh đó giúp chúng ta che khuất cái điểm yếu nhất của mình. Anh nói vậy thôi mà cái môi giật giật rồi đó. Đấy. Thì tôi lại nghĩ là như Quỳnh sẽ nói là em có sự nghiệp như thế này thì em sẽ là một người hạnh phúc đúng không? Nghĩ như vậy. Thì mình nói là em hạnh phúc không? Ngồi khóc luôn. Thế là tôi cứng họng, tôi đơ luôn. Các thiếu niên, tôi đơ luôn. Thế là hai anh em ngồi không biết nói nhau gì nữa. Và biết lấy cái gì thay cho cái lời nói không? Tôi thấy miêu. Không hả? Không. Rượu vang. Trời ơi, cái này tắt nha. Tắt nha. Cái này là tắt nha. Như Quỳnh năm nay là mới mẻ rồi nha. Không có. Tôi uống không mà. Như Quỳnh chúa cho tôi mà. Xỉn. Nhưng mà cuối cùng Như Quỳnh không có cặp lái. Người khác cặp lái đưa vang. Đã qua cái đó để chúng ta thấy một cái chuyện như thế này nè, chúng tôi có thể đồng cảm được với nhau Miêu ạ. Và đâu có nhất thiết phải gặp nhau nhiều đâu. Đó là lần đầu tiên hai anh em mới gặp nhau. Mà khi mình hỏi một cái tự nhiên nó chạm vào một cái ngóc ngách nào đó của cái người anh hỏi sĩ. Câu đó rất ác. Bây giờ anh hỏi Minh Dự với lại Gia Bảo dưới, anh hỏi tụi nó khóc liền luôn. Bây giờ quý vị hỏi tôi cũng khóc chứ đừng có nói. Dạ. Nhưng mà như qua cái này chúng ta phải thấy được cái này nè. Hồi đó đó tôi nghe Như Quỳnh hát á, tôi nghĩ là cái câu này á cô chỉ có thể hát được những cái bài vui thôi. Tại, em vậy hả? Đó, tại vì cái giọng của Như Quỳnh hết sức là nó trong veo, không trong tỉ veo vết à. Nó trong veo. Và mà thường thường quý vị chắc cũng để ý ha, đối với cái dòng nhạc bolero mà tụi mình thường hay nghe ha, thì cái người ca sĩ hát bolero người ta luyến lái nhiều lắm. Người ta luyến lái rất là nhiều. Mà thật ra nếu mà không luyến lái nó không ra. Nó sẽ khó được cái sự truyền cảm. Riêng cái cô Như Quỳnh cũng không có luyến lái nhiều. Nếu quý vị có để ý không, cô bắn ra chữ nào nó ra chữ đó thôi rồi. Còn nhiều lắm là thứ nó là cái nó giáo viên thanh nhạc vẫn còn đấy. Tức là nó rất là đơn giản như vậy đó. Mà tại sao người ta lại thích đến như vậy? Ở trong cái nghệ thuật sân khấu của chúng tôi á, nó có một cái câu như thế này: đỉnh cao của nghệ thuật là sự dung dị. Tại vì đôi khi người ta làm rất là nhiều thứ nhưng mà nó không có động lại trong cho cái người xem cái gì nhiều. Nhưng mà đôi khi chỉ cần làm một cái gì đó rất đơn giản mà nó lại gây cái ấn tượng mình. Nó đơn giản giống như những cái chiếc áo dài mà tôi đã từng thấy Như Quỳnh mặc. Các bạn có để ý là Như Quỳnh, những cái chiếc áo dài của cổ mặc ngoài những cái chiếc áo dài trình diễn nha. Nhưng mà những cái áo dài ở bên ngoài bình thường nó đơn giản. Thì tôi nghĩ là nó không có nhiều quá nhiều chi tiết, nó không nhiều lấp lánh, nó không nhiều kim sa mắt gà, đúng không? Và nó giống như cái tiếng hát của chính Như Quỳnh vậy. Sao cười vậy? Không, tất cả mình chỉ có cái cross thôi. Đó, và nó giống như cái tiếng hát của Quỳnh vậy đó. Là đôi khi cái sự gần như là cái tiếng hát của Quỳnh nó đạt đến một cái tầng, một người ta kêu cái cảnh giới phải không? Đấy, nó đạt đến một cái cảnh giới mà đôi khi chẳng cần cầu kỳ nhưng người Mỹ người ta gọi là cái level á anh. Dạ. Đó, nhưng mà chúng ta vẫn cảm được cái điều đó thì đó là cái điều mà Như không giống người khác. Mà Như hãy cứ là Như bây giờ và cứ như vậy thì điều đó nó sẽ có một cái gam màu riêng, bởi vì bolero người ta rất dễ giống nhau. Hát bolero người ta rất dễ hát giống nhau, nhưng mà Quỳnh không có giống. Quỳnh nó có một cái gam màu khác hẳn. Và đó là cái điều mà Quỳnh tới bây giờ vẫn có thể, dù cho có gặp sóng gió trong gai đến cỡ nào, có thể làm cho giọng hát của Quỳnh đó thay đổi một chút, nhưng mà nó vẫn cứ là cái giọng hát của Quỳnh. Và đó là cái mà Quỳnh phải giữ cho bằng được và giữ cái phong độ đó. Hôm nay á, anh Lộc tới đây xin phép làm mất thì giờ của quý vị, nhưng mà thật sự là đến đây để được chia sẻ cái cảm xúc này với Quỳnh, nó thay cho một cái cảm xúc mà gần 10 năm nay
anh muốn chia sẻ với Quỳnh cái điều đó mà chưa có dịp. Em cảm ơn anh dạ, rất chưa, nhiều. Chưa có được cái điều đó. Cho nên cái sự, cái anh nghĩ là sau này cái giọng hát của mình nằm đi vào cái sự trau chuốt càng nhiều hơn thì nó sẽ càng đơn giản hơn. Dạ. Đấy, mà cái đó là cái rất là hiếm. Mình nói vậy có chắc Thúy Vy có cảm nhận và chia sẻ được với mình cái điều đó không? Anh lúc nào cũng là nguồn cảm hứng để cho em làm những chuyện hết sức bậy bạ. Bậy bạ cái nào? Bậy bạ cái nào? Có một điều mà tôi nhớ là tôi chỉ tâm sự với một người bạn cùng đi live show như Quỳnh với tôi ở trong một cái phòng trà. Và tôi giấu luôn cái bí mật đó, tôi vẫn muốn giữ mình là một cái người đồng nghiệp trong giới mà như ngưỡng mộ từ xa để cho nó sang. Khi mà Như là giảng dạy ở lớp năng khiếu thanh nhạc, cả các anh chị các tạp chí ở dưới giờ sót cho phép nha. Không biết anh có khả năng nhớ lời và nhớ giai điệu nhớ câu nào hát câu nấy rồi mình cứ vậy đó phải không? Nha. Ai mà nhớ cái bài đó trời. Em tông cao hơn. Khi thầy viết bằng bụi phấn rơi rơi có giây này
bạc thêm vì bụi phân đã cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Một câu cuối. Ngày xưa thầy dạy dỗ. Cảm ơn anh Thành Lộc rất nhiều. Còn thôi xin phép nhường diễn đàn này lại cho hai người nha, để người ta tưởng ra mắt CD của tôi.